tình là cây trúc mộc. Cây trúc mộc bên bờ ao. Bạn chip sinh tan tình là bạn chip đứng. Chỉ đứng với chip thì chip mới sinh thôi. Tự tin thái quá kìa. Nhưng mà cũng phải khen là chip biết quan họ Bắc Ninh đấy. Tớ còn biết, ở Bắc Ninh còn có hội lim và chùa Bút Tháp nữa cơ. Chưa hết đâu nhé. Xứ Kinh Bắc này còn nổi tiếng với tranh Đông Hồ và gốm Phù Lãng nữa đấy. À, tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Tít thật thông thái, quyền cắm cờ khám phá Bắc Ninh thuộc về Tít. Cảm ơn Chip, mình cắm cờ nhé. Đã xong. Cô chào các em, mời các em đến với nhiệm vụ đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là đọc tên bài học cuối bài giảng này. Tít và Chip nhìn lên bảng đọc giúp cô nào. Bao giờ cho đến tháng 3, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng. Hùng nằm cho lợn liếm lông, một chục quả hồng nuốt lão 80. Các em có nhận ra được điều gì không thể xảy ra ở các câu ca dao trên không? Cô mời Tít. Em thưa cô, ếch thì làm sao cắn được cổ rắn à? Rắn phải cắn ếch chứ. Lợn nhìn thấy hổ đã sợ rồi thì không thể nào lại gần để liếm lông con hổ được ạ. Hai bạn đều đúng rồi, tiếp tục nào. Thưa cô, quả hồng làm sao ăn được ông lão à? Các em đều đã phát hiện đúng, đó là những điều không thể xảy ra. Vậy tại sao ông cha ta lại viết trong ca dao như thế ạ? Hay ngày xưa thì ếch cắn cổ rắn hả cô? Không phải thế đâu, đây là một cách chơi chữ độc đáo của người xưa. Đúng là em thấy rất thú vị, vì mọi thứ cứ như ngược đời hết lại ý cô ạ. Lộn ngược giống như đang trồng cây chuối. Thế các em có muốn chơi chữ như người xưa không? Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một đoạn thơ kỳ lạ như thế nhé. Ôi thật ạ, mình cũng làm được hả cô? Trước tiên, cô đố Tít tìm được từ trái nghĩa với các từ cứng, cao, ngắn. Quá dễ ạ, trái ngược với cứng là mềm, với cao là thấp, với ngắn là dài ạ. Tít rất giỏi, nhiệm vụ của Chip đây. Cô có các sự vật này. Chip hãy nối đúng sự vật với đặc điểm của chúng nhé. Cột bên trái cô có từ cứng, mềm, dài, ngắn, cao, thấp. Cột bên phải cô có cá bống, dòng sông, ngọn cỏ, hạt nước, hòn đá, ngọn núi. Chip nối đi nào. Cứng thì phải đi với hòn đá, mềm thì đi với ngọn cỏ, dài thì với sông, ngắn thì đi với cá bống, cao đi với ngọn núi, thấp đi với hạt nước. Hình như em đang sai một chỗ nào ấy ạ. Nước phải mềm hơn ngọn cỏ chứ ạ. À? Chip chỉ cần đổi lại, mềm như hạt nước, thấp như ngọn cỏ là được. Hai bạn giỏi quá. Bây giờ chúng ta thêm từ như vào giữa và cùng đọc to nhé. Cứng như hòn đá, mềm như hạt nước, cao như ngọn núi, thấp như ngọn cỏ, dài như dòng sông, ngắn như cá bống. Để dễ nhớ hơn, cô đã sửa thành bài vè. Chúng ta cùng vỗ tay và đọc theo cô nhé. Ve vẻ, vè ve, cái vè miêu tả cứng như hòn đá, mềm như hạt nước, cao như ngọn núi, thấp như ngọn cỏ, dài như dòng sông, ngắn như cá bống. Vè 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 vè, cái vè hay quá. Ôi dễ nhớ quá cô ạ. Làm vè chỉ cần lấy sự vật, đặc điểm, sau đó ghép vào là được ạ. Đúng rồi, nhưng quan trọng nhất là nhớ vè 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 và nhịp điệu câu thơ là được nhé. Vừa rồi ta vừa làm vè xuôi, bây giờ các em thử làm vè ngược xem nào. Ôi, lại có vè ngược ạ. Là đảo câu cuối lên câu đầu à cô? Không phải thế đâu Chip. Vè ngược là ghép sự vật với đặc điểm trái ngược vốn có của chúng. Giống như ếch cắn cổ rắn ở trên đấy. Vậy là cứng như hạt nước phải không cô? Chip hiểu nhanh lắm, thử thêm một câu nào. Cứng như hạt nước, mềm như hòn đá, cao như ngọn cỏ, thấp như ngọn núi, dài như cá bống, ngắn như dòng sông, đúng không cô? Thật tuyệt vời, các em đều làm đúng hết rồi. Chúng ta chỉ còn việc đọc vè và vỗ tay theo nhịp nữa thôi. Vâng ạ. Vè 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 vè, cái vè miêu tả cũng như hạt nước,
mềm như hòn đá, cao như ngọn cỏ, thấp như ngọn núi, dài như cá bống, ngắn như dòng sông. Về xuôi hay về ngược đều rất hay phải không nào? Hai bạn đã sẵn sàng đưa ra đáp án của nhiệm vụ đặc biệt chưa nào? Em nghĩ là về ngược ạ. Em thì lại nghĩ là trái ngược ạ. Đúng là có từ ngược, nhưng là nói ngược. Đây là cách chơi thú vị trong thơ ca. Chúng em sẽ đi tìm các bài về và thơ sử dụng cách nói ngược kỳ lạ này đây ạ. Mỗi bạn hãy tìm cho cô 5 bài nhé. Vâng ạ. Các bạn ơi, các bạn ơi. Làm gì mà gấp gáp thế? Tớ tìm được một bài về rồi, tớ đọc nhá. Ve vẻ, ve ve, cái ve nói ngược, non cao đầy nước, đáy biển đầy cây, dưới đất lắm mây, trên trời lắm cỏ, người thì có mỏ, chim thì có mồm, thẳng như lưng tôm, cong như cán cuốc. Hay đấy, tớ cũng tìm được một bài đây này. Bong bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi, hương hoa thì hôi, nhất thơm thì cú, hay sủa thì trâu, hay cầy thì chó. Các bạn cùng tìm với chúng tớ nhé. Nói ngược thật là thú vị, tiếng Việt thật là diệu kỳ.